chắc chưa chú Bảy. Ừ. Chiếu tướng, vậy là con đã thắng rồi nghe chú Bảy. Theo lời chú đã hứa thì cây nguyệt quế kia sẽ là của con. Giỏi, giỏi thiệt. Phải công nhận con chơi cờ càng ngày càng lên tay nha. Nếu mà chú biết con lên tay nhanh như vậy á, thì chú đâu có dạy gì chú hứa thua dán cờ tặng con cây nguyệt quế đó đâu. Bữa nay là con hên lắm đó nha chính. Con không có biết. Chú đừng có vòng vo nha. Quân tử nhất ngôn, đã nói rồi là phải làm. Cây nguyệt quế kia sẽ thuộc về con, chú tiếc cũng phải chịu. Rồi, chấp nhận thua. Quân tử nhất ngôn mà. Kể từ bây giờ cây nguyệt quế đó là của con. Dạ, con đa tạ chú Bảy. Ừ. Sắp đi, làm dáng nữa. Ở lên chị Trang hả? Có chuyện gì vậy chị? Theo nguồn tin đặc biệt mà chị mới thu thập được á, thì ở Lam Đồng có bức tượng vũ nữ đồ cổ nhỏ khoảng lòng bàn tay á. Đẹp mỹ miều luôn em ơi. Niên đại hả? Khoảng 100 năm lận đó. Trời ơi, vậy ở đâu vậy? Chị dẫn em đi liền đi. Tất nhiên là chị phải dẫn em đi coi rồi. Mẹ chịu chi tiền mua cho em luôn. Mắc bao nhiêu cũng mua hết trơn á. Bây giờ em về đi nha. Sao? Nghe xong rồi xuống sang ở trong lòng rồi phải không? Không phải là sống sang mà là rối bời về ham muốn đây nè chị. Muốn á thì về đi. Về đi, mẹ với chị đang đợi em đó. Về đi rồi đi liền ha. Ok ok. Sao nó nói gì liền không? Trời mẹ ơi, công nhận là mẹ hiểu ý của nó ghê luôn á. Còn mới vừa nhắc tới cái tượng đồ cổ vũ nữ á, là nó về liền. Về liền phải dạ. Không? Hay quá. Vậy là mọi chuyện bước đầu là thuận lợi rồi. Bác sĩ á là đã tính toán rất kỹ cái thời điểm mà con hầy nó thụ thai con trai. Dạ. Nè, mẹ photo kỹ đây nè ha. Hai bản, một bản là con giữ đi, một bản là mẹ giữ. Để tiện việc á, nhắc nhở con theo dõi ha. Bây giờ là nhiệm vụ của con bắt đầu rồi nha. Mẹ chỉ đứng từ xa thôi ha. Con ráng mà tập trung chu đáo nghe chưa. Trời mẹ ơi, mẹ làm con hồi hộp quá à. Nhưng mà con hứa, con hứa là con sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này. Ừ. Mẹ ơi, lúc mà con hoàn thành xong cái nhiệm vụ này thì coi như là con đã hoàn thành trách nhiệm với tổ tiên, ông bà, cha mẹ rồi đúng không mẹ? Ừ. Vậy là được rồi. Mẹ, nhưng mà mẹ hứa mẹ không có giục con lấy chồng nữa nghe. Trời ơi, lúc đó tôi có một thằng cháu nội tôi hủ hỉ rồi. Thì tôi mặc xác cô, ai mà thèm quan tâm tới cô làm chi. Tôi đâu có thời gian đâu mà bắt cô lấy chồng chứ. Ăn cơm trưa xong sẽ có người vào đây dắt mình vào nhà của người có pho tượng vũ nữ. Ừ. Từ đây vô đó mất khoảng 2 tiếng đi bộ. À. Bắp chín rồi nè, anh ăn đi. Ừ. Cảm ơn. Dòng con gái ở vùng núi có cái nét khác con gái ở thành phố ha. Nhìn rắn rỏi khỏe khoắn ghê. Một vùng khí hậu thật thuần khiết, con người thì khỏe mạnh. Một ngôi nhà sàn bên bếp lửa, rồi mùi bắp ngô thì thơm lừng. Đúng là lãng mạn, đúng không? Ừ. Mẹ ơi, hồi sáng tới giờ con gọi điện thoại hoài mà không có liên lạc được. Không hiểu sao ảnh đi mua đồ cổ mà con thấy sốt ruột ghê vậy đó. Không có sao đâu con, tại vì thằng Chính nó đi vô cái vùng đó không có sóng điện thoại mà. Ăn cái này đi nha, cái này da ua mẹ làm đó. Ăn vừa tốt cho da, vừa tốt cho tiêu hóa nữa.
Ăn đi con, ăn đi. Nhưng mà mẹ ơi, lúc mà anh đi á, anh cứ vội vội vàng vàng. Anh chỉ gọi điện về báo á, là anh đi thôi à. Ừ, thì tại vì chị hai con nói á, đó là cái món đồ cổ rất là quý, rất là hiếm nữa. Nếu mà mình không có nhanh mua á, thì người ta mua hết à con. Người ta mua trước mình rồi sao? Chào mẹ. Nè, mẹ biết con thích hoa lắm, lại cắm hoa đẹp nữa. Mẹ thấy nó tươi quá à. Thấy không, đẹp ghê chưa? Mẹ mua cho con đó. Dạ, con cũng thấy hoa đẹp nữa mẹ. À, bây giờ con sẽ cắm cho mẹ một bình hoa thật đẹp để mẹ chưng phòng khách nha. Ừ. Pho tượng kia chưa? Mà sao kỳ lạ, người bán chỉ muốn gặp người mua là nữ, không muốn gặp nam. Nghe có vẻ bí hiểm quá. Anh đừng có lo, người dẫn đường cho chị của anh á là bác ruột của tôi. Anh uống ly rượu đi cho ấm. Ừ, cảm ơn. Chắc chắn á là ngày mai chị của anh sẽ ra tới ngoài đây được. Ăn xong rồi thì vô trong ngủ nha. Tôi dọn dẹp xong rồi đó. Ủa, mà tôi ngủ ở đó thì cô ngủ ở đâu? Tôi ngủ ở đây. Tôi còn phải canh bếp lửa nữa, để cho lửa không bị tắt. Chứ đêm xuống mà không có lửa thì lạnh lắm, ngủ không có được. Tôi vừa ngủ vừa canh bếp quen rồi. Rượu ngon thật. Không biết là trời lạnh hay là do rượu ngon mà uống tới đâu biết tới đó. Thank you.
chị đã đợi ông chủ vào tượng cả đêm rồi mà ông chưa về nữa. Vợ của ông nói có thể ông bán pho tượng cho người khác rồi, cho nên không có dám về đây để gặp mình nữa. Đêm qua em ngủ có ngon không? Cao Nguyên đêm lạnh quá trời luôn. Cũng làm thiệt. Mình về nha. Mình về lại ngôi nhà đó hả? Về lại thành phố. Hay là em muốn ở lại đây để gặp ông chủ pho tượng đó? Hả? Thôi, mình về đi chị. Chị tưởng là em thích ở lại đây chứ. Bù khùng hay sao mà muốn ở lại cái nơi khỉ ho cò gái này? Sóng điện thoại cũng có. Xã. Anh về rồi hả? Trời ơi, em gọi điện thoại cho anh hoài mà không được. Anh làm em lo không á. Anh, sao ôm chặt dữ vậy? Em ngạt thở quá rồi nè. Anh yêu em hứa với anh đi, lần sau đừng có để anh đi đâu một mình nữa nha. Trời ơi, xa nhau mới có 2 ngày thôi mà anh làm giống như 2 năm vậy. Làm gì nhớ quá trời vậy? Dạ. Trời ơi, vô đây con. Sao, kết quả sao rồi Trang? Kết quả sao rồi? Trời, quá sức tưởng tượng. Sao? Con không ngờ là mẹ tìm ở đâu một cái chai rượu mà Mạnh giả mang luôn vậy đó. Không ngờ mẹ già mẹ lớn tuổi mà mẹ còn sành điệu hơn lớp nhỏ tụi con nữa. Con nhỏ này. Nè. Dạ. Con có chứng kiến tận mắt từ đầu đến cuối không? Mẹ hỏi gì kỳ thiệt á. Con chưa có chồng mà mẹ giao cho con một cái nhiệm vụ hết sức tưởng tượng vậy à. Mà con nói cho mẹ biết, nếu như mà chuyện này thành công thì chắc chắn cháu nội của mẹ 100% đó. Trời ơi, vậy là tốt rồi, kỳ này là tốt rồi. Con giỏi lắm, con giỏi lắm. Vậy là con xong nhiệm vụ rồi nha. Con lên ngủ à. Trời, tối hôm qua vừa đập mũi vừa thức canh tụi nó. Thôi giỏi 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 giỏi. Con lên nha mẹ. Khoan đã. Dạ. Con có dắt con Hoài về đây không? Bây giờ thì con làm đúng như lời mẹ dặn. Cổ đang ở bên nhà mướn đó. Con giao cổ cho người giúp việc rồi. Ừ. Thôi bây giờ lên ngủ dạ. đi. Mẹ qua bển liền. Dạ. Mẹ qua bển con dạ. sao ha. Nghe bà dặn nè. Con phải ăn uống cho đầy đủ. Khi nào rảnh thì coi tivi, nghe nhạc, rồi đi loanh quanh ở trong nhà để cho đầu óc, chân tay nó thoải mái, hiểu chưa? Dạ. Bà đã đưa cho mẹ con cái số tiền theo yêu cầu rồi đó. Khi nào con có bầu rồi đó thì bà đưa thêm. Nha. Dạ.
Cô uống đi, thuốc bắc uống nóng cho tốt. Dạ. Tốt lắm, con phải uống nhiều lên mới được. Bây giờ á, trong nhà này mọi chuyện đều có dì Kim lo cho con. Nếu con cần gì thì cứ nói dì Kim nghe chưa. Muốn ăn uống cái gì á thì nói dì Kim nấu cho ăn. Dạ. Mỗi ngày á, bà sẽ lại thăm con. Bây giờ bà về, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe nha. Dạ, con chào bà. Ừ, sáng mai bà qua ha. Dạ. Dạ mẹ. Ừ. Ừ, mẹ con mình cứ ăn tự nhiên đi. Chị hai mà không chịu về á, mình ăn mẹ hết. Mẹ có điện thoại. Alo. Sao? Bộ nó ói dữ lắm hả? Trời đất ơi, tôi tới liền. Hai đứa con cứ ăn đi nha. Mẹ có công chuyện gấp phải đi liền bây giờ. Ủa, mẹ đi đâu gấp dữ vậy? Ăn thêm chút nữa đi mẹ. Mẹ. Hả? Mẹ đi đâu mà gấp vậy? Hay mẹ có bồ hả? Cái thằng bố cha mày, bồ cái gì mà bồ? Không, con nghi mẹ lắm à. Khi không tự nhiên ra đằng kia nghe điện thoại lén lén lúc lúc. Anh này, sao chọc mẹ hoài vậy? Có chọc đâu. Mẹ có một người bạn bệnh bất thình lình, cho nên mẹ phải đi liền ha. Hay vậy ha, hai đứa con ăn đi nha. Nhanh. Dạ mẹ đi từ từ cẩn thận nha mẹ. Ừ. Chị bạn hay là ông bạn? Gì lắm. Thôi ăn đi. Dạ. Dạ, sao vậy bác sĩ? Cô không sao hết, bị ói do ôm ngán thôi. Cô có thai rồi. Trời đất, có thai ra bác sĩ? Bác sĩ có nhầm lẫn không vậy bác sĩ? Không có nhầm lẫn gì đâu. Dạ. Chúc mừng bà. Dạ, trời ơi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ. Chào bà, tôi về. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi có cháu nội. Tôi có cháu nội rồi. Bà mừng quá con ơi. Bà có cháu nội rồi. Cưng quá à. Đây, đặt cục cưng xuống đây nè. Bà Chiếp ở đây chơi với mẹ Hạ nè. Trưa mẹ mai đi làm về, ghé cho bé Chiếp bú rồi đi làm tiếp nha. Có bé Chiếp ở đây chơi thích ơi là thích luôn. Em á là tạo điều kiện cho chị đó nha, mai mốt có con cho khỏi bỡ ngỡ. Mà anh chị á sinh đi để bé Chiếp lớn lên còn có người chơi chứ. Mà thôi em đi làm đi, trễ rồi không sẽ không quạo đó. Ừ, em đi làm nha. Đồ đạc để hết trong này rồi, có gì chị cứ gọi em nha. Mẹ đi nha Chiếp. Ủa con. Dạ bác mới tới à. Con gửi bé Chiếp cho chị Hà trong một lát à. Trời ơi hay quá. Giờ là bác vô bác chơi với cháu. Dạ Dân à, con đi làm với bác. Ừ đi nha. Mẹ. Ừ. Trời ơi dễ thương quá à. Trời ơi nhìn nó kháu khỉnh bụ bẩm quá. Giá như mà hai vợ chồng con có một thằng cun như vậy thì sướng biết chừng nào. Mẹ ơi. Nhìn thằng nhỏ con thèm ghê vậy đó. Mẹ, ông thầy bói nói đúng đó. Chắc vợ chồng con phải có con nuôi rồi mới có con đẻ được. Con muốn xin con nuôi. Ừ, đúng rồi. Xin một đứa con nuôi con à. Xin một đứa con nuôi để lấy phước. Rồi đặng đường con cái sanh đẻ sau này đỡ lắm. Con biết không? Nhưng mà ông thầy ổng có dặn mẹ. Ổng nói phải sang năm mới tốt. Như vậy mới hợp tuổi của cha mẹ. Cho nên năm nay đừng có vội vã mà sinh con. Dạ. Dạ, vậy cũng được. Con cũng nghĩ là xin con nuôi phải xem xét kỹ. Ừ. Tuy là con nuôi, nhưng phải coi như là con đẻ của mình. Chứ làm sao? Đúng rồi đó. Nha, xin con nuôi á là tốt rồi. Con biết không?
À, ông thầy ổng có dặn mẹ đó là khi mà sinh con nuôi á là bà nội á phải ẵm về giao cho mẹ nó, như vậy á thằng bé mới có phước, mà như vậy á nó mới tốt vào sau này. Cho nên cái việc mà sinh con á là con cứ để cho mẹ kiếm nghe chưa. Mẹ kiếm xong rồi á mẹ về mẹ trao tận tay cho con nha. Con đừng có bao giờ mà kiếm trước nghe chưa, không có được tự ý. Dạ. Đó rồi à, nếu mà được như vậy á thì sẽ được phần phước, nếu không á thì mất cái hên đi, sau này khó cho đường sanh nở lắm, nghe chưa? Dạ, con xin nghe theo lời mẹ. Ừ. Trời. Không biết bao giờ thì mẹ sẽ sinh được con nuôi cho mình nữa. Cầu trời cho ngày đó tới gần, lúc đó mình sẽ nghĩ ra một cái tên thiệt là hay để đặt cho con. Sao mình chưa có con mà em mua nhiều đồ con nít vậy? Thì trước sau gì mình cũng mua. Mua trước cũng hay chứ sao. Anh biết ngay mà, anh nói đâu có sai. Trước sau gì anh cũng bị ra rìa mà. Chưa có con mà em đã lo cho nó như vậy rồi. Thì nếu như mà anh không chịu phụ em chăm sóc cho con thì em cho anh ra rìa chứ sao nữa. Ừ. Lúc đó anh chỉ có nước về chơi với mẹ thôi nghe. À nè em, em nói anh mới nhớ nha, dạo này em có thấy mẹ ít quan tâm tới vợ chồng mình không? Em thấy á, dạo này mẹ ít bắt tụi mình uống thuốc như trước. Em nghĩ là mẹ sắp sinh được con cho tụi mình rồi đó. Anh nghĩ dạo này anh thấy mẹ sao á, lúc nào cũng lén lén lúc lúc. Mấy lần á anh nhìn thấy mẹ nấu đồ ăn rồi đem ra ngoài. Mà mẹ biết không, mẹ chỉ nấu đồ ăn cho ai là người thực sự mẹ quan tâm thôi. Em cũng thấy lạ. Nhưng thôi, đó là chuyện của mẹ, mình quan tâm làm gì. Miễn sao á, mẹ lo kiếm cho tụi mình một đứa con là em thấy vui lắm rồi. À, hay là mẹ có bồ rồi ta. Mẹ anh nhìn vậy á mà có duyên lắm á. Bảo chỉ cứ nói hoài về mấy cái vụ mà các bà hội xuân lại nè. Ôi, anh nói gì kỳ cục vậy? Mẹ làm sao có bồ được? Bao nhiêu năm nay mẹ luôn đoan trang mà. Thấy chưa, anh cứ đọc ba cái tờ báo lá cải gì đâu rồi nghĩ tùm lum mà. Ờ, tất nhiên là như vậy, nhưng anh thấy mẹ kỳ kỳ sao? Thôi đi ông, không có việc gì đâu. Tự nhiên cái đi nghi mẹ có bồ, hết chuyện nghi rồi hả? Thơm quá, cái này bổ lắm nè con. Ăn đi con. Ăn đi. Con biết không, con phải ráng ăn đi để cho thai nhi nó có nhiều dinh dưỡng. Bà ơi. Ừ? Thật sự là từ trước tới giờ con chưa từng được ăn cái món nào mà ngon như vậy hết. Ừ. Nhưng mà con ăn có vô. Ăn không vô cũng phải ráng con. Con biết không, con ráng ăn đi để cho em bé sau này á thông minh, khỏe mạnh nữa. Nhé, ăn đi con, ăn đi. Đó, ăn đi. Mấy ngày nay á, cổ luôn như vậy đó, không có ăn được cái gì hết trơn à. Cứ ăn vô là ói ra. Nhưng mà anh à, tự nhiên á, mình đi theo dõi mẹ như vậy có kỳ cục quá không? Với lại trời sắp mưa nữa kìa. Vậy em không muốn biết là mẹ đi đâu, mẹ đi với ai sao? Cái chuyện này mình thắc mắc mà. Dạ. Thôi, để em đi theo mẹ cái đã. Có gì em gọi lại cho anh sau nghe. Ừ, đừng để mẹ phát hiện nha. Dạ. Anh ơi, chạy nhanh giùm em đi anh. Dạ. Mm-hmm.
Con mời mẹ uống nước à? Ừ. Cảm ơn con. Nước con pha có vừa không mẹ? Vừa rồi con. Lát mẹ ở nhà nha, con phải lên công ty có chút chuyện. Rồi tối nay cả nhà mình đi ăn nhà hàng, mừng mẹ hết bệnh. Huyền nè, không phải bày vẽ gì cho tốn kém. Mẹ đã tính rồi, lát nữa mẹ sẽ qua nhà dì Hải. Mẹ nói vậy là mẹ vẫn muốn xa tụi con sao? Mẹ thấy ở chung với dì Hải cũng tiện con à. Mẹ ở lại đây với tụi con đi, tụi con sẽ không chuyển qua nhà mới nữa đâu. Con muốn nhà mình được như trước kia. Mẹ đã quyết định như vậy rồi, con cứ nói với chồng con như vậy đi. Em, sao rồi? Sao anh gọi điện em không nghe máy? Thì có sao đâu, em bị ướt hết trơn rồi nè. Anh không có hỏi chuyện ướt, anh hỏi chuyện của mẹ anh sao rồi kìa kìa. Thì em đi theo mẹ chứ sao. Rồi sao nữa? Anh đang nóng lòng muốn chết đi nè, mà em cứ ấp ấp úng. Anh nè, anh có thấy vợ anh ướt hết trơn rồi không? Còn không chịu lấy cho người ta cái khăn để lau nữa. À, quên, vô đây, chờ chút. Em lau đi, rồi nói cho anh biết. Mẹ anh đi với ai? Đi với ông nào? Nói đi. Thì sao? Anh đó nha, anh chỉ được cái suy nghĩ bậy bạ thôi à. Mẹ làm gì có bồ bên ngoài chứ. Ủa, vậy mẹ anh đi đem cơm cho ai? Em á, em đi tới đầu cầu rồi em thấy mẹ đứng đợi. Đợi ai? Mẹ đợi ai? Em đợi một chút rồi em thấy chị Trang chở mẹ đi. Ồ, vậy rồi sao nữa? Rồi bị ướt hết nè. Có vậy mà anh cũng tưởng. Anh đó nha, chỉ được cái suy nghĩ lung tung à. Đàn ông gì đâu mà còn đa nghi nhiều hơn cả phụ nữ nữa. Hả, để anh lo cho. Em thấy trong người sao? Em chỉ bị cảm lạnh sơ thôi à. Anh đừng có lo quá như vậy. Cũng tại anh bắt em đi theo mẹ nên mới mắc mưa cảm lạnh như vậy nè. Tại em đi mưa không quen nên mới bị như vậy thôi. Em uống thuốc rồi, lát sẽ khỏi liền à. Thôi anh đi ăn cơm đi, không đồ nguội hết đó. Lát nữa đỡ mệt em sẽ ăn sau. Nhìn em như vậy anh làm sao mà ăn được. À, hay là để anh gọi mẹ. Mẹ về rồi đó, mẹ sẽ biết cách chăm sóc em. Thôi hả? Anh đừng có gọi cho mẹ nữa. Chứ sao? Má công làm phiền mẹ lắm. Vậy anh ngồi đây với em nha. Lát em hết mệt, vợ chồng mình đi ăn cơm ha. Ừ. Ăn thêm miếng nữa đi cô. Sao vậy? Cô làm như có mình cô là biết ốm nghén à. Khoái ráng ăn đi thì thai nhi nó mới khỏe mạnh được chứ. Nè, hay là cô muốn cho con của cô theo giao ước ban đầu á, thì cháu của tôi phải được khỏe mạnh đó. Nè, ăn đi. Ráng ăn chút đi em, sẽ khỏe liền thôi. Đúng rồi, ăn miếng nữa đi. Đó, vậy đó. Con à. Dạ. Ngày mai á, con đưa mẹ qua đây sớm nghe chưa. Chi vậy mẹ? Để hai mẹ con mình đưa nó đi bác sĩ coi sao. Dạ. Ăn miếng nữa đi. Mẹ. Ủa mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Thằng Chính nó mới gọi điện thoại qua, nó nói con Hạ bị bệnh rồi kìa. Ủa, nó bệnh sao vậy mẹ? Có kịp hỏi đâu, vừa định hỏi là nó cúp điện thoại à. Vậy để con đưa mẹ qua thăm con Hạ nha. Rồi còn chuyện con Hoài thì sao?
Thì để có gì con cũng đưa con Hoài đi bác sĩ. Sao tự nhiên bất tình lình mà con Hạ nó bệnh vậy trời? Hay là nó đã linh cảm có chuyện gì rồi? Mẹ. Ừ? Mẹ sao vậy? Mẹ thấy áy náy với con Hạ. Con thấy mẹ hôm nay lạ quá à. Không giống mọi bữa. Mẹ lo lắng nhiều thứ quá. Mà mẹ nói với con là mẹ làm vậy cũng muốn tốt cho con Hạ mà mẹ. Thì đó. Thì tại con Hạ nó không sanh nở được, cho nên mẹ mới làm như vậy. Hay là bây giờ mẹ cứ qua thăm con Hạ đi. Ừ, như vậy đi. Để mẹ qua mẹ thăm con dâu mẹ cho mẹ đỡ áy náy một chút. Dạ. À mà nè. Dạ. Con qua con nói với con Hoài đó, có cái chuyện gì thì phải gọi điện thoại liền, nghe chưa? Con biết rồi, mẹ yên tâm. Con à, nó bị sốt vậy từ bao giờ vậy? Chiều hôm qua cô ấy bị mắc mưa nên bị cảm lạnh rồi sốt luôn đó mẹ. Sao con đưa nó đi bác sĩ? Sáng nay bác sĩ qua khám rồi, có cho vợ con một đống thuốc luôn kìa. Cái con nhỏ này cũng thiệt tình, đã sức khỏe không được tốt rồi mà còn dầm mưa làm gì để bị cảm lạnh như vậy. Tại mấy bữa nay cô ấy bị mất ngủ nên mới bị như vậy đó mẹ. Hay nó biết chuyện mình gài để thằng Chính có con riêng. Chính à, mẹ cực chẳng đã mới phải làm như vậy con à. Ai ta cứ thông cảm cho mẹ, vì phải có người nói dối tâm đường. Dòng họ mình không thể tuyệt tử như vậy. Chị giấu con, mẹ cũng hy sinh cho con à. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ mệt hả? Ờ không, mẹ không có mệt. Mẹ, mẹ thương nó quá, mẹ không cầm lòng được. Alo, chị Trang hả? À, dạ có, mẹ đây nè. Đưa đây cho mẹ. Alo, mẹ hả? Alo, Trang đó hả? Dạ. Ừ. Mẹ à? Ừ, mẹ đây. Con đang ở bệnh viện. Dạ. Con Hoài nó... Sao con? Nó sao rồi? Dạ. Con nói lại cho mẹ nghe coi. Con vừa mới đưa nhỏ Hoài vô phòng cấp cứu rồi mẹ. Nó bị đau bụng dữ quá à. Trời ơi, đau bụng sao mà đến nỗi cấp cứu vậy con? Hả? Đưa nó tới khám đó mẹ. À, thôi được rồi. À, mặt sao bị sao sao vậy mẹ? Trời ơi, thiệt tình á. Bộ đàn ông trên đời này chết hết rồi hả mẹ? Tự nhiên mẹ giới thiệu con cho cái người này vậy? Con nói thiệt cho mẹ biết nha. Dù cha của anh ta là đại gia, mẹ của anh ta là giám đốc ngân hàng, con cũng không có chấp nhận đâu. Mẹ làm riết á, con thất vọng vì mẹ dễ sợ luôn vậy đó. Trang! Trời ơi, ngồi xuống đây không có phải. Thôi, bây giờ mẹ tự giải quyết với anh ta đi. Con không có lo vụ này nữa đâu. Cái gì vậy? Nè, mẹ tính hỏi con coi á, cái thằng cu nhà mình á, nó có giống cái mặt của cái thằng lơ ngơ này không? Con nhìn coi. Mẹ, mẹ hỏi cái gì kỳ vậy? Trời ơi, liệu con Hoài nó có cắm sừng lên đầu hai mẹ con mình không hả con? Là sao? Tấm hình này là của nó đó. Mẹ sợ thằng nhỏ không phải là máu mủ của nhà mình. Trang ơi, sao mẹ thấy cái thằng nhỏ nhà mình á, nó giống y như cái thằng cha này à. Cái mắt nè, cái mũi, cái gò má, trời ơi cả cái trán nữa. Sao lúc trước mẹ nói là nó giống y như Chính lúc nhỏ mà. Cái trán nó giống con mà mẹ. Thì ai mà làm sao biết được chính xác chứ con. Trời ơi, nếu mà nó không phải là con của thằng Chính chắc mẹ chết quá Trang ơi. Lượm ở đầu hẻm nghe sao xạo quá. Trời ơi, cho là lũng đầu giường, đầu hẻm hay trong hẻm gì đi, nhưng tại sao nó cứ ôm ấp giấu giếm, nó còn khóc nữa đó. Cũng có thể mà mẹ, bệnh cô đơn đó. Nhiều khi á, có được một bóng dáng nào đó để bấu víu, để tưởng tượng, để yêu và được yêu, vậy thôi.
Vậy thôi. Dạ. Hay quá ha. Cô hiểu bệnh cô đơn quá ha. Vậy sao không kiếm giùm tôi một chàng rể đi? Trời đất ơi mẹ ơi, công nhận luôn á. Mẹ đánh trống lảng hay thiệt luôn á. Đang nói chuyện thằng nhỏ tự nhiên sang sẻn qua cái chuyện của con làm sao? Thiệt á. Thôi, con nhức đầu á, con đi ngủ đi. Trời ơi Trang, trời ơi Trang ơi, mẹ hỏi con nè, bây giờ chuyện thằng nhỏ làm sao? Hả? Làm sao mà biết được nó có phải là cháu đích tôn của nhà mình? Có gì đâu khó. Bây giờ mẹ chắc nó đi thử ADN đi là biết liền à. Vậy đi nha. Trời ơi, mệt ghê luôn vậy đó. Thử ADN. Ờ ha. Sao không đi thử ADN? Đúng rồi. Ủa bà bây giờ sao bà lại qua? Có chuyện gì hả bà? Ôi bà sực nhớ là thấy cái móng tay của thằng bé nó dài quá, bà sợ nó quào mặt, dự định cắt hồi nãy mà quên. Bây giờ bà trở lại cắt thôi chứ không có gì hết á. Đây, được coi nha. Bà làm gì vậy bà? Đây nè, tóc nó dài quá nó chọc vô lỗ tai ngứa lắm con. Ôi ngủ ngon quá. Thôi bà cứ để đó, lát nữa con dục cho. Ôi đâu có được. Cái này á là bà có cái phong tục nhà bà, tất cả cái móng tay với lại tóc á là phải giữ lại, con hiểu chưa? Ngay cả thằng Chính á, bà cũng còn giữ nhúm tóc máu của nó đó. Đeo găng tay vô cho nó con. Con lại trời Phật phù hộ cho gia đình con, cho đứa nhỏ là máu mủ của gia đình này. Nếu nó là cháu nội đích tôn của con thì con sẽ làm từ thiện, con sẽ giúp người nghèo. Alo. Hạ đó hả con? Trời ơi lại nữa rồi. Con không cần phải sốt ruột vậy đâu. Rồi. Trời ơi rồi, thế nào là con cũng có cháu để con bồng mà. Bộ mẹ không nóng ruột sao? Bữa nay mẹ mệt nha. Bữa khác mẹ nói chuyện với con ha. Ừ. Nhỏ cũng giống cha đồ hẻm nữa. Là sao? Lá tiết. Trời ơi, con Trang nó đi đâu mà lâu dữ vậy không biết nữa. Biết vậy nãy đi theo nó luôn cho rồi. Ở nhà nóng ruột quá, không biết kết quả làm sao nữa. Trời ơi, đại trời lại Phật, ông bà ăn giải phù hộ cho kết quả nó đúng là máu mủ của nhà này. Nếu không á thì chắc là tôi chết quá. Trang đó hả? Trang. Dạ mẹ con nè. Ừ hả con. Sao mà đi đâu giờ này quá hả? Ở nhà buồn quá nên con qua đây chơi với mẹ. Sẵn con có đi chợ mua ít đồ ăn nè, bây giờ con vô bếp nấu ăn rồi gọi điện cho anh Chính về ăn với mẹ cho vui nha. Ăn uống gì con, bữa nay mẹ bận. Hay là con đem về đi rồi lát nữa nấu cho chồng con ăn. Hả? Sao vậy mẹ? Hay là mẹ giận con chuyện gì hả? Không, không có giận gì hết đó. Mà tại vì mẹ bận một chút chuyện, mẹ hẹn với mấy người bạn lát nữa qua nhà chơi. Không có giận đâu con. Có thiệt là... Con đi về đi ha. Con về luôn ha. Có thiệt là mẹ không giận con chuyện gì không? Không, mẹ không có giận, mẹ bận thôi à. Thôi bây giờ con về luôn ha. Đi, đi về đi. Đi, Trang. Ủa? Đi, vô đây, vô đây, đây. Cái gì vậy mẹ? Vô đây, vô đây. Con ơi,
sao rồi? Kết quả sao rồi? Xét nghiệm sao rồi? Mẹ bình tĩnh đi, bình tĩnh. Con nói liền cho mẹ nghe coi. Dạ, nè, đây nè. Con báo cho mẹ biết, mẹ có cháu nội rồi, nó chính xác là con của thằng Chính đó mẹ. Là sao? Nè, đây nè. Mẹ coi đi. Đó, mẹ từ từ có chừng rách đó. Chính xác rồi. Mẹ có cháu nội rồi. Đúng rồi mẹ. Bắt ra. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Cấp cứu. Mẹ ơi. Hạ ơi. Cấp cứu đi Hạ. Mẹ ơi. Mẹ sao vậy mẹ? Trời ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Cứu liền đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ sao vậy mẹ? Alo, cấp cứu. Bác sĩ ơi, mẹ của tôi. Mẹ ơi. Bà nhà đó bị xúc động quá mức. Nói chung người già mình không nên để cảm xúc quá đột ngột như vậy, dễ bị gây tai biến lắm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mẹ của tôi không sao á là mừng lắm rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã tới đây chăm sóc cho mẹ tôi. Ráng chăm sóc cho bà cẩn thận nha. Dạ. Thôi tôi về, chào cô. Cảm ơn bác sĩ. May quá, ông trời còn thương mẹ, cho mẹ sống để mẹ bồng cháu nội của mẹ. Mẹ sẽ kiếm đứa con nuôi về cho con nha. Mẹ sẽ ẵm về cho con. Mẹ đang mệt mà nghĩ tới con làm gì? Mẹ nằm nghỉ đi mẹ. Mẹ thấy mẹ đỡ rồi, mẹ chỉ mệt một chút thôi. Mẹ ơi, bác sĩ mới chích thuốc trợ tim cho mẹ đó. Mẹ nằm nghỉ cho khỏe nghe mẹ. Được rồi Hà nè, con nuôi đứa con nuôi này lấy phước nha, rồi sanh cho mẹ vài đứa nữa, như vậy là mẹ vui lắm, mẹ mãn nguyện lắm nha con. Bây giờ mẹ nhắm mắt một chút đi, một lát nữa ngủ dậy mẹ thấy khỏe liền. Mẹ sao rồi em? Chị hai, mẹ vừa ngủ rồi đó chị. Thôi, chị cũng về phòng nghỉ một chút nha. Chị hai nè, em thấy dạo này mẹ có gì bất thường lắm, lại bị ngất xỉu như vậy nữa. Tự nhiên em thấy lo quá, không biết là có chuyện gì xảy ra với mẹ không nữa. Không đâu, tại vì mẹ bị tăng xong đó, thời tiết lại thay đổi nữa, cho nên mẹ mới như vậy. Nhưng mà em thấy hình như là có chuyện gì đó xảy ra với mẹ đó. Chị đã nói là không sao mà, bác sĩ nói á, mẹ chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi. Thôi, chị vô nằm nghỉ nha. Đi từ sáng tới giờ, chị cũng mệt nữa. Mẹ mà trúng nhiều á, nhớ chi cho tụi con để tụi con đi du lịch nha. Còn hơn là trúng số độc đắc nữa. Mẹ, mẹ đừng nói là mẹ muốn cưới chồng cho chị hai nghe. Trật lất luôn. À, anh biết rồi. Mẹ định tái giá đúng không? Cái thằng nó chọc mẹ hoài à. Tuổi mẹ sắp xuống lỗ mà còn tái giá cái gì nữa chứ. Hai đứa nghe nè, một tin rất là vui. Mẹ đã kiếm được cho hai đứa con một thằng con nuôi rồi. Thiệt vậy hả mẹ? Ừ. Trời ơi, thằng nhỏ mới sanh khỏe mạnh, dòm nó đó hả, rất là dễ thương. Mẹ ơi, vậy bây giờ mẹ đưa con tới đón thằng nhỏ liền đi mẹ. Ừ. Anh Chính ơi, vậy là tụi mình sắp có con nuôi rồi đó anh. Mẹ, mẹ tìm cháu ở đâu vậy mẹ? Ở bệnh viện nào? Hay là nó bị mẹ nó bỏ hả mẹ? Trời ơi,
ta nói nôn nóng quá, mừng quá rồi hỏi tía lia làm sao mà trả lời được. Mẹ con vui quá à. Nè, mẹ đã kiếm được một đứa con trai rất là dễ thương, nhưng mà phải 6 tháng nữa mới đưa về đây được. Vì lúc đó nó còn bú sữa mẹ, cho nó cứng cáp mình mới đem về đây được, đúng không? Tới 6 tháng nữa hả mẹ? Ừ, 6 tháng nữa. Với lại đó, phải 6 tháng nữa mới là cái tháng tốt để cho mình rước một người về nhà. Mẹ đã coi thầy rồi, ông thầy nói là phải qua 6 tháng nữa thì mới tốt được. Lâu quá. Nhưng mà không sao, con chờ được. Ừ. Vậy là từ nay trở đi con Vinh Chính sẽ chuẩn bị đi đón con nuôi về mẹ ha. Ừ. Thế sao? Làm cái gì mà con không vui mừng vậy? À, tại thôi mẹ chỉ hạ tính như thế nào cũng được. Con á, mà con cũng thích nuôi con nuôi lắm. Ừ. Con chỉ thích nuôi con của mình thôi, bởi vì con với Hạ đều khỏe mạnh hết mà. Tự nhiên mẹ đi xin con nuôi. Vậy thì biểu Hạ sanh đi. Ừ. Thì thôi, biểu nó sanh đi. Tại mẹ thấy á, tụi con là không có sanh đẻ được, cho nên mẹ nghĩ là bắt buộc là mình phải sinh con nuôi để cho nó có cái gì đó là thuận lợi hơn, đem cái lộc cái phước cái hên về nhà. Mà lúc đó đó, cái đường con cái của mình á, nó sẽ may mắn hơn, rồi tụi con sẽ sanh đẻ được, nuôi thêm được nữa, tha hồ mà nuôi. Dạ con thấy mẹ nói đúng. Ừ. Có con là có phước. Vậy là từ nay trở đi con với anh Chính sẽ có đứa trẻ trong nhà để cùng nhau chăm sóc và bế bồng. Tụi con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Anh cảm ơn mẹ đi chứ. Chứ mẹ quan tâm cho tụi mình nhiều vậy mà. Dạ, con cảm ơn mẹ. Coi đó, nó cảm ơn mà nó miễn cưỡng như vậy đó. Cái thằng. Thôi con à, nghe lời mẹ đi nha. Có một đứa con như vậy á, thật là tốt đẹp. Hiểu không? Đường con cái nó sẽ thuận lợi hơn cho mình. Nè, mẹ nói cho con biết nha, con mà nhìn thấy thằng nhỏ rồi á hả, mẹ nói thiệt 100% á là con còn mê hơn con Hạ nữa đó. Không có. Mẹ ơi, mẹ nói vậy làm con nôn quá à. Bây giờ á, con chỉ muốn là đón thằng nhỏ về liền ngay bây giờ thôi. Mẹ, hay là mẹ dẫn con đi thăm thằng nhỏ liền bây giờ đi mẹ. À, không được, cái này thì không được. Mẹ dứt khoát là không được. Mẹ nói cho con biết nè, con chỉ được nhìn thấy mặt thằng con trai nuôi của con á khi nào mà mẹ ẵm cháu về á, bước vào trong nhà này trao tận tay cho con thôi. Mình mà làm sai á là nó không có cái lộc, không có cái hên đâu, nghe chưa? Dạ, vậy con ráng chờ. Ừ, phải chờ. Chọn cái nào đây? Cái này đi. Mình sẽ lăn xê cái này. Nếu được á, mình sẽ phát triển luôn. Dù sao á, đây cũng là một nhà tạo mẫu trẻ có triển vọng nữa. Được á. Mẹ. Được không mẹ? Được, được. Đẹp, đẹp. Được, được, đẹp, đẹp. Khen mà hờ hững sợ luôn. Ừ. Nè Trang nè. Dạ. Mẹ nói nè, từ đây mà cho đến lúc mẹ đón cháu về nha, mẹ ở bển nha, tối ngủ ở bển luôn đó. Cái gì? Thì để cho cháu nó quen hơi bà, lúc đón về khỏi khóc. Trời ơi, gì vậy? Mẹ qua bển hả? Ừ. Rồi ở đây ai chăm sóc con? Trời. Con biết ngay mà, có cháu nội rồi quay qua quan tâm chăm sóc cháu nội thôi, đâu thèm quan tâm tới con Trang này nữa đâu. Trời ơi, cái mặt kia. Bởi vậy thì tuổi thân dễ sợ. Tổ cha cô còn ghen với cháu cô nữa hả? Vậy thì đi lấy chồng đi, đi lấy chồng cho chồng chăm sóc mình. Nữa, cứ nói tới mấy chuyện chồng con hoài, ta còn nhỏ chứ bộ. Mẹ thì có qua bển á, thì ở nhà cũng có chị Khoai kìa. Mà con muốn ăn cơm với mẹ cũng được. Mẹ đi đi về về mà, qua bển ăn đi. Mẹ. Cái gì? Con giỡn với mẹ thôi. Trời đất ơi, nãy giờ giỡn đó hả? Giỡn á. Kỳ này con bận rộn lắm á. Vậy hả? Cho nên mẹ cứ yên tâm lo cho cháu đi.
Con á, con tiện đâu thì con ăn đó thôi. Vậy ha. Mẹ đừng có lo cho con. Thống nhất vậy ha. Dạ. Nè, mẹ cũng có chuyện lo nữa đó nha. Lo gì nữa? Mẹ thấy dạo này con Hoài đó, nó quý thằng cu quá đi. Mẹ lo lo sao á. Cho nên mẹ mới tính ở luôn bên đó để chăm sóc, rồi canh chừng nó luôn. Bởi vậy, ngay từ đầu con đã nói với mẹ rồi, cái chuyện này nó không có đơn giản đâu. Trời đất ơi, cổ á, cổ mang bầu á, cổ thừa nhận là cổ kiếm tiền đúng không? Cổ mang bầu cổ đẻ giùm cho gia đình mình thôi. Mới đầu á là kiếm tiền, bây giờ á mang bầu 9 tháng, đẻ ra nhìn thấy đứa nhỏ dễ thương quá, cho nên tình mẫu tử nó mới trỗi dậy. Ngay từ đầu rồi, đã nói là nó không có đơn giản rồi. Thôi, một mũi tên bắn ra khỏi cung rồi, không có ai rút lại được. Mẹ đã thành công được 9 phần rồi. Mẹ có một cái thằng cháu nội đẹp như thiên thần vậy. Cho nên đó hả, còn 1% phiền phức nữa, mẹ ráng mẹ giải quyết. Theo con á, thì mẹ nên đón cháu về càng sớm càng tốt. Cho bú bình đi, cho bú mẹ hoài mốt khó dứt lắm á. Con không có biết gì hết trơn á. Ngày xưa đó ha, mà khi người mẹ mà không có sữa đó, người ta còn bú vú em để cho con cho cháu người ta bú sữa nữa đó. Mà nỡ lòng nào để cho cháu mẹ không được bú sữa. Đi lại con không biết chứ, mấy bữa rày nó bị tiêu chảy, mẹ chưa muốn tách hai mẹ con nó ra. Thấy chưa, càng ngày càng không đơn giản rồi, thấy chưa. Nói thật ra thì mẹ cũng thấy thương con Hoài, vì hoàn cảnh nó phải rứt ruột để sanh giùm con cho mình. Mẹ nói thiệt nha, sau này khi mà đón cháu về, mẹ sẽ xóa hết mọi dấu vết, không cho nó biết tung tích để nó tìm được con. Nhưng mà mẹ sẽ âm thầm mở cho nó một tài khoản, đặng mà mỗi năm mẹ gửi cho nó một ít tiền, coi như là con trai nó báo hiếu cho nó. Vậy được không? Phải về quê lấy chồng nữa, mẹ cũng đừng suy nghĩ lung tung chi cho nó mệt. Ừ, thôi vậy cũng được. Bà chủ nè, ở trong đây có giò heo đó, chị lấy hầm cho con Hoài nó ăn cho nó có sữa nha. Dạ. Từ bữa nay tôi qua đây tôi ở luôn để chăm cháu, chị nấu cho tôi ăn luôn đó. Dạ. Nè, thằng nhỏ nó có ngoan không? Tối ngủ có quấy nhiễu không? Chàng ơi, nó ngoan như con chó con vậy đó bà. Ăn rồi ngủ im thêm thiếp à. Khi nào nó đái ướt tả thì nó ọ ẹ chút thôi à. Để tôi vô với nó. Dạ. Nè, chị nhớ những gì tôi dặn không vậy? Bà yên tâm đi bà chủ, tôi canh chừng không cho cổ đi đâu ra ngoài hết trơn á. Mà coi bộ ý đồ của cổ á, không có muốn đi đâu hết trơn á. Cả ngày á, cổ cứ quanh quẩn bên em bé không à. Ừ, vậy là tốt rồi. Chị ráng trông con Hoài với cháu nội của tôi tốt nha. Dạ. Khi nào mà hết rọc đồng á, thì tôi thưởng chị hậu hỷ đó. Dạ, cảm ơn bà chủ, tôi sẽ cố gắng hết mình. Vậy ha. Dạ. Dạ. Sao, có chuyện gì không em? Chị Hai ơi, mẹ đi đâu từ sáng tới giờ chị biết không? Em muốn gặp mẹ để hỏi chuyện, nhưng mà không có gặp được. Trời đất ơi, em không biết hả? Dạo này mẹ bận rộn dữ lắm. Mẹ bận việc họ, việc hàng, việc bạn bè, rồi ngay cả cái việc mà đón cháu về cho hai đứa nữa. Thì em cũng đang băn khoăn cái chuyện con nuôi nè. Từ lúc mẹ nói chuyện đó với em tới giờ, em có gặp mẹ được đâu. Ủa, em có gì thắc mắc hả? Chị tưởng là em rất là muốn sinh con nuôi chứ. Thì em thích thiệt, nhưng mà em lo lắm. Đáng lý ra mẹ phải ẵm ngay đứa nhỏ về, ngay khi nó vừa được sinh ra. Đằng này để mẹ nó nuôi nó tới 6 tháng, rồi trong 6 tháng đó, lỡ mẹ nó thương con rồi không muốn cho nữa, hay là... Thôi chị hiểu ý của em rồi. Nhưng mà không sao đâu, cái này là mẹ của đứa bé không có điều kiện nuôi con, cho nên mới đem cho mình như vậy. Ừ, thật ra em biết làm sao không? Cổ có mối lấy chồng người nước ngoài rồi. Khi mà cổ sanh xong á, khi đứa bé vài tháng cứng cáp á, thì cổ sẽ giao lại cho mình. Đứa bé này á, là do cổ trót dạ với một người khác, cho nên á, mới đem cho mình vậy. Em nghe chị nói vậy á, em yên tâm lắm. Nhưng mà em lo. Lo gì nữa? Em lo lỡ như mẹ nó không muốn cho nữa thì mình lại mất cơ hội.
Thiệt là tội nghiệp, đứa nhỏ vừa sinh ra lại bị mẹ bỏ rơi rồi. Không được mẹ đón nhận, thôi thì cứ để người mẹ nuôi này trông ngóng từng ngày. Thiệt tội quá ha chị. Đâu, cháu nội của tôi đâu? Bà nội qua đây ở luôn với con nè. Sắp tới ngày mẹ Hạ đón về rồi nha. Mẹ Hạ mong đón từng ngày nha. Gì vậy? Sao đương khi không ôm chặt nó làm chi cho nó khó chịu vậy? Cô để nó nằm xuống đi. Tôi nói cho cô biết nè, thằng nhỏ nó cứng cáp rồi, sắp tới ngày giao con cho mẹ nó rồi. Cô bớt bớt ẩm đi, để cho nó khỏi quen hơi. Chỉ khi nào cho bú á thì cô mới ẩm, còn không thì thôi. Gì vậy? Sao vậy? Bà ơi, con, đứa bé này là do con sinh ra, nó là con của con. Con, trời đất ơi, sao cô cáo trở vậy hả? Cô đã ký hợp đồng trong cam kết đó là cô sanh giùm cho con dâu tôi một đứa con, bây giờ cô nói cô là mẹ của nó làm sao? Trời đất ơi, tôi đã làm tất cả những cái hợp đồng theo yêu cầu của gia đình cô rồi, cứu cô khỏi nợ nần rồi, bây giờ cô không đồng thuận theo tờ cam kết làm sao? Dạ con biết, nhưng mà nó cũng là một phần cốt nhục của con. Con có nỡ xa nó bà ơi. Đưa đây, đưa cháu của tôi đây. Đưa đây, đưa đây. Con, Bà thương. Ồ, nè. Cô cứ lằng nhằng vậy hoài sao được hả? Cô đã làm bản cam kết rồi, lúc đó cô đã suy nghĩ rồi, cô chấp nhận hoàn cảnh rồi, bây giờ hả, cô còn lằng nhằng nữa làm sao hả? Cô đã đồng thuận rồi mà. Dạ con biết, con biết nhiệm vụ con đã hết, con phải trả đứa bé cho bà, nhưng con đau lòng quá bà ơi. Cô thiệt là kỳ cục, cô hãy quên chuyện này đi. Khi cô có vốn liếng rồi thì về quê lấy chồng, rồi làm ăn sinh con, đúng không? Đó mới là con của cô, hiểu không? Mà anh thấy em chu đáo ghê không? Kỳ này á anh phải thưởng cho em đó nha. Em kìa, tối ngày mua đồ cho con, anh cả tháng nay chưa được bộ nào rồi đó. Thì đây là đồ của con đó, anh có biết không? Em kìa, con chưa về mà anh đã ra rìa rồi, tới lúc con về chắc anh là đồ thừa quá. Trời ơi, bây giờ lại còn ghen với con nữa kìa. Thôi được rồi, anh á là số một của em, được chưa? Nói vậy còn nghe được. À, anh à, hay là anh gọi điện cho mẹ thử coi, chứ mẹ nói tuần này sẽ đón con về cho vợ chồng mình, mà bây giờ không thấy động tĩnh gì hết. Thôi, em gọi đi, anh không có gọi đâu, gọi nhiều mẹ la đó. Đi, anh gọi cho mẹ một câu giùm em đi, chứ bây giờ em nôn nhìn thấy con lắm rồi. Em thích thì em cứ gọi đi, anh qua nhà ông bảy cờ đánh cờ đây, em cứ gọi đi ha. Anh, gọi đi nha. Có chút xíu gì mà cũng đi tránh né nữa. Con là con chung chứ đâu phải con riêng của em đâu. Bực chết đi được. Ngưng đi. Vậy mẹ? Mẹ nói thiệt á, nếu mà đắp vàng lên người con á, mà con lấy chồng được á, mẹ cũng ráng đắp lên á. Trời ơi, con với cái, sao mà con cứ long bong hoài, mai cặp kè thằng này, mốt cặp kè thằng nọ, hay ho gì con? Mẹ ơi, mẹ càm rằm con chuyện này nữa rồi. Mẹ quên là mẹ cam kết với con là không hối thúc con chuyện lấy chồng nữa mà mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ làm ơn để cho con tận hưởng hết những tháng ngày còn lại đi mẹ. Cho con được sống độc thân đi được không mẹ?
Trời ơi, chứ sống cái kiểu giống như người chính á. Bây giờ lập gia đình mà giống như nó hả? Thôi, thà con vậy suốt đời. Ở vậy cái gì? Bực quá à. Chết rồi, chắc là con Hà nó gọi qua quá. Sao đi Trang? Ai biết làm sao. Mình lỡ hứa mình đem con giao cho nó trong tuần này rồi, giờ sao bây giờ đây? Tội nghiệp con Hà. Nếu như là con mà lại con Hà, con biết được sự thật á, chắc con chết đi cho rồi. Ôi da, trời ơi mẹ. Con nói cái gì vậy? Tội nghiệp cho nó ha. Ai tội nghiệp cho mẹ đây? Trời ơi, dòng họ nhà mình á toàn là con một không à. Không lẽ tới đời thằng chính á là tuyệt tự hay sao? Dồn mẹ tới cái nước đường này á là sung sướng lắm sao? Trời ơi mẹ ơi, mẹ nói gì mà những cái chuyện vĩ mô đó con không có hiểu nổi đâu. Cái gì mà tuyệt tự tuyệt tôn á mẹ. Mẹ ơi, con nói cho mẹ nghe nè, mình sống trên cuộc đời này như vậy là mình khổ lắm rồi mẹ ơi. Mình gánh chi cái trách nhiệm với ông cố bà cố làm chi vậy mẹ? Trời đất ơi, Trang, tôi muốn điên lên quá hả? Ba mày mà còn sống hả, nghe mày nói như vậy đó hả, là mày no đòn đó, nghe chưa? Trời, bữa nay đánh hoài vậy, khổ quá mà còn đứng đó nữa hả? Chứ sao, đi lên thay đồ chở mẹ đi qua nhà con Hoài. Bữa hôm nay là hai mẹ con mình phải ráng thuyết phục làm sao mà con Hoài á nó giao con cho mình, nghe chưa? Dạ, tuân lệnh mẹ mama tổng quản. Trời đất ơi, chỉ có cái nước giỡn hớt là giỏi à. Kỳ, đi đâu mà không có ai bắt máy là sao? Hay là mẹ đi đón con cho mình. Trời ơi, ngồi một chỗ thấy nôn quá. Hay là mình đi thẳng qua nhà mẹ cho rồi. Hoài ơi, Hoài ơi, mở cửa con ơi. Hoài ơi, Hoài ơi, Hoài ơi, mở cửa con ơi. Hoài ơi, Hoài. Hoài ơi. Người ta tới bắt con đi đó. Con thương mẹ, con đáng chịu khó đi con. Hoài ơi. Ủa, sao vậy? Hoài ơi. Hoài ơi, Hoài. Cái gì mà nó khóc dữ vậy con? Ráng đi con. Con Hoài nó nghỉ quẩn, nó làm hại thằng nhỏ không mẹ? Trời ơi, sao mà có cái chuyện đó được? Hoài ơi, Hoài. Hoài ơi, con đừng có làm gì hại thằng nhỏ nha con. Có chuyện gì thì cũng thương lượng bằng bạc được mà con. Hoài ơi, Hoài. Mở cửa đi con ơi. Trời ơi, mở cửa đi Hoài. Hoài. Còn có chuyện gì hả con? Hả? Có gì mà thằng nhỏ nó khóc dữ vậy? Hả? Sao vậy con? Sao mà khóc dữ vậy nè? Sao vậy? Nín đi con, Dạ. Nín đi con. Đưa con coi. Trời. Mẹ coi thử coi. Sao vậy nè? Dạ. Cái gì vậy? Dạ, thằng nhỏ nó sốt từ hôm qua tới giờ. Nó sốt trên 38.5 độ lần đó bà. Trời giờ con không biết tính sao nữa. Nín đi con. Để mẹ và chị đưa cháu về. Điều kiện ở nhà tốt hơn. Chứ hoàn cảnh mà ăn nhở đậu vậy ở ngoài cũng tốt đâu. Đúng rồi đó. Trời ơi, cái cô này làm gì vậy? Thằng nhỏ đang xúc trào như vậy là đang khát sữa mẹ nữa. Nỡ lần nào mà bà với cô bắt nó rời xa mẹ chứ. Cô xin bà cho con chăm bé, cho bé khỏe hẳn. Cô xin bà, xin cô đó. Trời ơi, thỏa thuận ban đầu của tôi á với gia đình cô á là đã thống nhất như vậy rồi.
bây giờ trước sau gì cũng tới cái ngày này. Cô làm sao vậy? Cô đừng có làm quá nha, cô làm vậy khó xử lắm à. Trời ơi, đã khóc quá rồi kìa. Bà quyết như vậy con chết cho bà coi. Cái gì vậy? Ẩm thằng nhỏ đi, con chẳng còn gì để mất hết á. Cái cô này. Thôi được rồi, bây giờ tôi tính vậy nè, tạm thời á là cô chăm sóc cho nó hết tuần này đi, nhất định tuần sau á thì đến đón thằng bé về đó. Cô nghe rõ chưa? Cô đừng có làm quá nha. Tôi không có để yên đâu à. Cô đừng có làm mọi việc phức tạp thêm nữa. Hoàn cảnh gia đình của tôi thì quá tốt rồi, có ai đối xử tệ với cô đâu. Với lại hoàn cảnh hiện nay của cô á, chăm sóc cho cô còn chưa xong, không lẽ bây giờ cô ôm thằng nhỏ rồi đi lấy chồng luôn hả? Cô liệu mà tính đi. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Xin lỗi. Mẹ thương. Trang à, dạ. Mẹ thấy tình hình có vẻ không ổn rồi đó con. Con phải coi chừng con Hoài, đừng để nó làm cái chuyện gì mà dại dột, mà ảnh hưởng tới cháu nội của mẹ nha. Nó bây giờ như một con hổ dữ, sợ mất con vậy đó. Nó có thể làm bất cứ chuyện gì đó con. Con đã can mẹ ngay từ đầu rồi. Con cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, không có đơn giản giống như mẹ con mình nghĩ đâu. Mà bây giờ con nhắc đến chuyện đó làm gì nữa. Mẹ nói thiệt á, nếu mà cho mẹ làm lại từ đầu, mẹ vẫn giữ ý định á là đánh đổi tất cả để có được một cái thằng cháu nội dễ thương như vậy. Mẹ, có bao giờ mẹ nghĩ á là gia đình mình quá ích kỷ và tàn nhẫn không vậy mẹ? Mẹ... Chết, con Hạ nó đến kìa. Biết nói với nó làm sao giờ con? Nó nôn đóng con quá. Thôi, cứ xuống dưới đi rồi tính mẹ. Con đến sao con gọi điện thoại báo cho mẹ trước? Con chờ lâu không? Con vô nhà đi con. Chị và mẹ mới vừa đi chùa về. Ừ. Định rủ em theo á, mà sợ em bận nên thôi. Con biết không, nhân tiện á mẹ hỏi chuyện sư thầy luôn. Sư thầy nói á là trong tuần này á không có đón cháu về được. Ừ, ha con ha. Dạ đúng. Ừ, rồi. Sang tuần mới á thì mới là đại cát đại lợi, là mọi chuyện mới hỷ sự được đó con. Con chỉ nghĩ thêm người là thêm phước, thêm lộc. Ngày nào tháng nào cũng là ngày đẹp tháng tốt hết mà mẹ. Con làm sao mà biết được chứ. Trời ơi, đón con về là phải lựa ngày tốt, giờ tốt thì nuôi con nó mới dễ, gia đình mới có thêm tài lộc được. Mẹ nói thiệt đó, đây là cái chuyện đại sự của gia đình mình, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu à. Đúng rồi đó. Cô này, đợi thêm bao lâu nữa mà chẳng được. Ráng chút đi, chị và mẹ cũng nôn có cháu, không có thua gì em đâu. Đúng không mẹ? Ừ. Em biết là chị với mẹ cũng chỉ muốn tốt cho vợ chồng em thôi. Chỉ tại là em nôn nhìn thấy mặt con quá. Em sao vậy? Sao em không bật đèn lên? Làm anh sợ luôn á. Em sao vậy? Đừng có nói là nhớ anh tới phát khóc nha. Làm anh cảm động, anh tăng xong luôn á. Anh á, lúc nào cũng giỡn được hết á. Ừ. Anh à, có khi nào mẹ suy nghĩ lại rồi mẹ không xin con nuôi cho vợ chồng mình không? Tại em thấy mẹ cứ lần lửa hoài à. Vậy mà anh có tưởng chuyện gì? Lúc nãy trên đường về anh cũng tưởng tượng ra ở nhà mình có một đứa con nít đái bậy tè dầm lung tung, anh sợ muốn chết luôn. Anh nói thật nha, mẹ không sinh con nuôi càng hay, anh không thích con nít chút nào hết. Thôi anh xin lỗi, anh nói chơi đó. Em cứ yên tâm, mẹ đã nói là làm mà.
Mà anh thấy phụ nữ nhà này mắc cái chứng quý tử sơ sinh này sao, còn hồi hộp hơn đón minh tinh bằng bạc nữa. Anh biết không, cứ mỗi ngày trôi qua em cứ trong tâm trạng cứ phập phồng chờ đợi rồi lại thất vọng. Biết vậy em biểu mẹ để em tự đi xin con nuôi cho rồi. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình đó vợ yêu à. Em đừng có lo lắng quá, không mắc xuất hiện thêm vài nếp nhăn già lắm. Anh biết không, em cũng nghĩ đến anh nhiều lắm á. Có đứa con thì tình cảm của vợ chồng mình sẽ gắn bó nhiều hơn, rồi mình sống trách nhiệm với nhau nhiều hơn. Anh hiểu, anh hiểu mà. Nhưng mà cho dù có con hay không thì tình cảm của anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi. Anh thề suốt cuộc đời này anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em. Hồi sáng cô nói bà biểu cô ấm em bé về bển rồi mà. Trời đất ơi, chết rồi. Con nhỏ này nó dám gạt tôi mà. Chết tôi rồi. Ủa anh, sao đường ra bến xe mà lão quá vậy? Đi đường tắt cô ơi. Cô có muốn về nhanh hả? Thiệt nha, nhìn mặt mũi hiền lành vậy á mà bắt cóc con nít é quá mà. Cũng may quá gặp được anh. Cảm ơn anh. Ăn ở phải để đứa sau này, kiếm việc gì mà làm chứ. Con nít có tội tình gì đâu. Cô đừng có làm ầm ĩ ở đây nữa, không có hay ho gì đâu. Có gì vào nhà nói. Đi, nhanh lên. Cô ngồi đi. Cô làm như vậy thì không phải chút nào hết. Đứa bé này cũng là cốt nhục của em trai tôi. Cô đang tâm làm vậy sao? Biết có ngày hôm nay, sao còn nhận tiền của gia đình chúng tôi? Ký vào bản cam kết, làm người dám làm thì phải dám chịu chứ. Mà thằng nhỏ vô nhà tôi cũng được ăn sung mặc sướng, chứ có phải chịu cực khổ gì đâu. Cô cũng phải nghĩ cho tương lai của nó chứ. Tôi không cần biết,
Thằng nhỏ ở đâu tôi ở đó. Mất con tôi thà chết còn hơn. Trời ơi cháu nội của tôi, cục vàng cục bạc của tôi. Trời ơi bà tưởng đâu là bà không gặp được con rồi chứ. Cô đó nha, cô thiệt là độc ác đó nghe chưa. Cô độc ác lắm nha, tính bắt thằng nhỏ đi luôn hả? Để cho gia đình tôi mất con mất cháu phải không? Cô nên nhớ nha, cô có trốn lên trời tôi cũng kiếm tìm cho được đó. Tôi độc ác vậy mấy người, mấy người có nghĩ cho tôi không? Bà cũng từng là mẹ, nếu như ai lấy con của bà có chịu được không? Cô im đi. Mẹ, cô là mẹ hả? Cô chỉ là người đẻ thuê thôi, cô hiểu chưa? Tiền đã nhận đủ rồi, đã cam kết với người ta rồi, bây giờ nuốt lời hả? Tính lật mặt hả? Thôi, mọi người đều đang mất bình tĩnh, đừng có nói gì trong lúc này nữa. Tạm thời á, cô cứ chăm sóc đứa nhỏ, hai mẹ con sẽ ở trên lầu, rồi từ từ tôi tính tiếp. Tôi đã làm việc rất nhiều với đối tác nữ, nhưng chưa có nữ giám đốc nào mà thông minh xinh đẹp mà lại chiều khách hàng như là Quyền đây. Anh thì biết khen phụ nữ. Có thể tối nay tôi mời Quyền đi ăn tối tại nhà hàng có được không ạ? Rất sẵn lòng mà, mời anh. Cô hả? Ngang nhiên đi với trai trước mặt chồng, vậy còn lớn tiếng nữa. Tôi đi với trai hồi nào? Anh có biết cả ngày hôm nay tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới ký được hợp đồng không? Bộ anh nghĩ ra tôi sướng lắm sao? Tôi cũng chỉ vì công ty và cả tương lai của gia đình này thôi. Nhưng mà tôi không cần kiếm tiền theo cái kiểu đó. Thà đối một chút mà vợ chồng yêu thương nhau còn hơn. Hai đứa nè, từ giờ phút này nó là con trai nuôi của hai đứa đó. Nghe mẹ nói nè, hai đứa phải thương yêu, chăm sóc cho nó thật tốt nghe con. Lại trời lại Phật, vậy là con đã được nhìn thấy mặt con mình rồi. Chính ơi, con mình nè.
À, à. Nín nha, đây. Em ơi, trễ rồi, đi ngủ đi. Có lẽ em cứ ngồi ngắm thằng bé suốt sao? Em hạnh phúc quá, làm sao mà ngủ được. Càng ngày càng ngắm thằng nhỏ, càng thấy giống anh dễ sợ. Công nhận á, mẹ mát tay thiệt. Chọn đâu ra thằng nhỏ vừa đáng yêu, vừa giống cha nuôi của nó y đúc à. Hạnh phúc thì để mai hạnh phúc cũng được. Bây giờ em đi ngủ đi chứ. Không có em làm sao anh ngủ được. Anh quen ôm em ngủ rồi. Thì từ giờ có con rồi, anh phải nhường em cho con chứ. Đêm nay em sẽ ở lại đây với con, để tối đến còn pha sữa cho con bú nữa chứ. Đúng không con? Tự nhiên ở đâu có phải con mình đâu. Mẹ đây. Con của ai là quơ là quắc. Bỏ bê chồng luôn. Kỳ rồi. Giờ này là tới lúc buông sự đêm của nó. Không có mẹ chắc nó khóc dữ lắm. Con nhớ con còn quá, chắc con chết mất mẹ ơi. Nè, cô nín đi. Bữa nay cô cũng thấy rồi đó, con dâu tôi nó là người hiền lành tử tế. Nó thương yêu thằng nhỏ, nó nâng niu thằng nhỏ như vậy mà. Khóc cái gì? Cô cứ khóc vậy hoài sao mà tôi dám đưa cô vô nhà em dâu của tôi ở. Khóc hoài lỗ trơn rồi. Đúng rồi đó. Không, con khóc nữa. Con làm được mà, con hứa thiệt mà. Thôi được rồi, nếu mà được như vậy á thì tốt. Cô đừng có làm cho mọi người lo lắng thêm nữa nghe chưa. Cô là cô may mắn có phước lắm đó, mới gặp được một cái gia đình tử tế như gia đình chúng tôi. Cô mà làm hư chuyện hả, tôi không có để yên đâu. Dạ. Không chịu bú sữa ngoài, em cho nó bú mà nó cứ lè ra hết à. Bây giờ mình phải làm sao anh? Em hỏi anh biết hỏi ai. Hay em kiếm tạm cái gì nhét vô miệng nó coi cho nó mấp mấp, coi nó có nhè ra nữa không. Ôi mẹ đây, mẹ đây. Đây mẹ đây. Mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Mẹ đây. Dạ. Thưa mẹ, con có hầu đầu, không được đảm đang á. Mẹ la thì con xin nghe, nhưng xin mẹ đừng trách qua mẹ con. Ý mẹ là con đừng có ỷ y như hồi chưa có chồng. Bây giờ có gia đình rồi thì phải biết chăm lo dung dáng cho gia đình mình chứ. Mẹ có thương có quý thì mẹ mới nhắc nhở con như vậy. Ông bà xưa có nói, thuốc đắng là giả tật, sự thật thì mất lòng.
Tối ngày cứ than vãn, chồng đi làm không đem tiền về, nhà cửa thì thiếu trước hụt sau. Thôi mẹ đi về. Có mấy cái càm để trong bếp đó. Còn á, em bé chưa có cai sữa, đừng có ăn nhiều, nó lạnh bụng không tốt. Đem cất vô trong tủ lạnh. Thằng Hoàng nó đi làm, tội nghiệp, vất vả, thiếu thốn. Khi nào mà nó đi làm về á, con pha cho nó ly cam, để cho chồng con uống nghe chưa? Dạ. Thiệt tình, càng nhìn càng thấy tội nghiệp. Con nhà người ta kháo khỉnh bụ bẩm dễ thương, cháu mình ốm nhách ốm nhe con cò hương. Mẹ đi về. Con chào mẹ. Hả? Cái gì? Cái gì mà ốc gan ốc kiết gì nữa? Em có biết á, mấy cái thứ đó là những cái thứ đua đòi không cần thiết không? Em hay quá ha. Em đóng tiền học cho con mà cũng không hỏi anh một tiếng nữa hả? Bộ con là con của một mình em hả? Bộ anh không biết trẻ con lớn lên là cần phải phát triển toàn diện văn thể mỹ hả? Anh muốn con anh sau này cũng giống như anh vậy hả? Lúc nào mở miệng ra cũng tiền hay sao? Trời ơi, em nói sao vậy? Nó mà được giống y chang anh hả? Là phước đức ba đời rồi đó. Hay ho vì ba cái thứ đàn hát. Bây giờ á, anh tuyên bố không có học thêm, học nếm, học đàn, học gan, học ghiết gì hết á. Em tới trường học đàn của nó, lấy tiền về, đóng tiền học mẫu giáo cho anh. Không nói nhiều. Anh... Sunny à, con vẫn cứ tiếp tục học đàn nha. Mẹ sẽ qua bà ngoại mượn tiền để cho con học đàn. Con chỉ cần học tốt là được rồi. À, vậy là con được học đàn tiếp nữa đúng không mẹ? Ừ. Con đang tập một bài để tặng mẹ. Vậy hả? Bài gì vậy con? Đó là bài Ba mẹ là quê hương. À. Anh ơi, anh lấy giùm em cái tả giấy đi. Mà em ơi, tả giấy là cái nào? Tả giấy là cái bịch màu xanh đó, lấy giùm em đi. Nè, nói anh phân biệt niên đại đồ cổ còn dễ hơn là kêu anh phân biệt cái nào là tả giấy, cái nào là bịch, cái nào là yến giải. Hại não quá con hả? Công nhận nha, càng nhìn nó em càng thấy đáng yêu. Chỉ muốn cắn một cái vậy đó. Cứng quá à. Đúng là đàn bà chúa lăng nhăng. Lúc trước khi đêm tân hôn cũng nói với tôi như vậy. Nè, đàn ba rồi mà sao ăn nói nham nhở quá vậy? Thấy ghét à. Từ giờ có con nhỏ rồi nè, anh á không có được ăn nói như vậy nữa nghe chưa? Dạ, em tuân lệnh mẹ trẻ. Mà cũng kỳ cục ha. Nhà mình không có quyền nói, trong khi thằng nhỏ thích khóc lúc nào là khóc. Không biết ai là chủ đi nữa. Con thấy ba con chưa? Xấu không? Còn ghen tị với con nữa kìa. Rồi xong, cắt đẹp lắm. Rồi chuyển phân đoạn khác anh em ơi. Lấy cái khăn đi em ơi. Anh,
Em khát nước quá. Quay tập 50 nội 20 á. Nè. Uống đi. Anh có mệt không? Trời ơi, trời nắng quá làm anh của em đen hết trơn rồi. Em đưa anh coi coi. Mọi người nhìn kìa. Mà kệ người ta đi, hơi đâu anh quan tâm cho nó mệt. Thôi mà em, ra quay đi, để người ta thấy bàn tán kỳ lắm. Đi em. Thôi trời nắng quá, em đang mệt, cho em ngồi đây nghỉ mệt chút xíu đi. Xí rồi quay ha. Đi mà. Ha. Ờ. Cục cưng của mẹ đáng ghét quá à. Con có nhớ ba không? Không có con, chắc mày nhớ tới con người đáng ghét đó đến chết quá. Dạ, mẹ có con là bản sao thu nhỏ rồi. Mẹ ôm con á, cứ như là ba con ở quanh đây vậy đó. Mẹ gọi cho ba, cho con nghe giọng ba nha. Đây. Anh. Ai vậy? Anh muốn nghe thì nghe đi. Có ai cấm anh nghe đâu mà anh sợ. Ờ, không phải. Tại anh sợ ở nhà thằng nhỏ có chuyện gì thì sao? Ê, ê, anh đi đâu vậy? Anh có cái gì mà phải giấu em? Ngồi đây nói luôn đi, cho em nghe với. Em muốn nghe, bật loa lớn lên. Ờ, anh nghe nè. À, nè con. À. Con trai cưng của ba đang làm gì đó? Có nhớ ba không vậy? Trời. Nhớ thì nói đại là nhớ đi. Còn bị đặt con trai nhớ anh không? Thấy phát mệt. Thôi ba đang có chuyện nha, gọi lại sau nha. Em kỳ quá. Anh đang nói chuyện em nói lên, lỡ vợ anh nghe thì sao? Ủa, nghe thì đã sao? Trời, ai biểu có chồng không biết giữ ráng chịu trời. Bực mình quá. Không thèm hỏi thăm mình một tiếng. Đúng là đồ... Đồ máu lạnh. Về nhà là biết tay tôi. Dạ mời chị. Cảm ơn em. Ơ, à, đây nè. Hả, trời đất. Bà mà không gọi là tôi không nhận ra đó. Làm gì mà như bộ đội đặc công ngụy trang vậy? Dạo này ăn chơi quá nha. Còn mày đặt rủ người ta đi chăm sóc da nữa. Tôi suy nghĩ kỹ rồi bà ơi. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ. Mắc gì cứ bo bo cho gia đình. Dù dập bản thân mình phải nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Ôi trời, có phải bạn tôi không đó? Dạo này suy nghĩ có vẻ tiến bộ nha. Có động lực gì không đó? Ê, có bồ hả? Ừ, có bồ được cũng mừng á. Hàng hết đát rồi. Đâu phải tưởng kiếm bồ là dễ đâu. Thưa chị có cần săn sóc gì không ạ? À, thưa khỏi, chị ngồi chờ dạ. Bạn chị. Nè, bà ơi, con Hà nó mới nhận con nuôi đó. Lát nữa mình ghé qua đi. Thiệt hả? Đi qua coi thằng nhỏ không? Trời ơi, vậy cũng mừng cho bà. À, hèn gì, hôm trước tụi mình làm tóc, bà cứ nôn nao rồi về. Thì ra là chuyện này. Mà nghĩ cũng tội ha. Tự nhiên đi nuôi con của người ta. Không biết mai mốt nó lớn, nó có thương mình không nữa. Thì mỗi người mỗi cảnh. Chẳng biết sao mà nói trước được. Mình cũng đang buồn chuyện công ty đây nè.
đang tính nghỉ luôn tới chiều. À, hay sẵn dịp bà nghỉ á, tôi với bà qua nhà nhỏ Mai, rủ nó qua thăm nhỏ Hạ luôn. Em ơi, làm lẹ giùm chị đi chị đi. Dạ. Chắc không được đâu, Mai bây giờ bận tối mày tối mặt với thằng nhỏ ở nhà, làm sao mà đi được. Thôi, tôi với bà qua nhà Hạ trước, xong rồi qua nhà Mai sao? Ừ, vậy cũng được. À, quên mất, hôm nay đầu tháng, không đi thăm người bệnh với trẻ sơ sinh được, xui lắm. Trời, bà mà cũng kiêng cử duy tâm nữa hả? Ờ, thì dạo này công việc làm ăn bê bối quá, nên là kiêng cử một chút cho nó lành. Sáng mở mắt ra, cứ nghĩ đến chuyện công ty là thấy đau đầu. Kiếm tiền nhiều như bà cũng khổ, mà không có tiền như tôi cũng thấy chán lắm. Thiệt chán ghê. Anh thấy sao? Đẹp. Thiệt không? Thiệt. Anh nói là đôi dép em đang mang á, đẹp. Đồ khuyến mãi mà mua một tặng hai, nhìn cũng đẹp. Mua đồ phải mua vậy, vừa rẻ đẹp bền. Đúng không? Cái gì vậy? Em lại mua đầm mới nữa hả? Tiền ở đâu mà dạo này em xài hoang phí dữ vậy? Đâu có. Em... Suốt ngày á, em than vãn với anh là không có tiền đóng tiền học cho con. Vậy mà có tiền mua đầm để trưng diện cho bản thân nữa. Em hay quá ha. Ở trong công ty á, có cái anh đi làm nước ngoài về á. Anh tặng em, nhưng mà em không có nhận. Nhưng mà ảnh... Cái gì? Cái gì? Anh bạn trong công ty nữa hả? Sao? Là cái vụ gì đây? Anh ghen đúng không? Thôi mà, đừng có ghen. Dù người ta có ga lăng cỡ nào á, em cũng có thèm đâu. Với em, anh là nhất mà. Tại anh năn nỉ dữ quá, không nhận á, thì em sợ anh buồn. Mai Phước á, ai tặng cũng được hết á, miễn á là mình không trả tiền là tốt rồi. Mà em á, cũng thiệt tình quá à. Lần sau á, ai cho em cái gì á, cái việc nhận đi. Ngu gì từ chối, hiểu không? Ở đời có ai cho không ai cái gì đâu anh. Người ta cho cái gì người ta cũng cần điều kiện hết á. Anh không sợ mất vợ anh hả? Em à, nhìn vô kiến đi. Em đẹp phải không? Em lấy được anh á là em có phước dữ lắm rồi đó. Ông nội nào á, đầu óc ông có vấn đề mới hốt mấy cái bà giống như em vậy. Tự tin quá. Anh coi thường tôi quá đó. Anh cầm vàng mà không biết giữ, đến lúc vàng rơi thì hối không kịp đó.